lòng lòng heo pha nấu để nướng. À. Bao nhiêu một con? 5,5 con. Cho con, chú cho con một con. Phẩm cái gì cũng có luôn. Đây là cái gian hàng mà cái cô mà ngày xưa 20 năm về trước sang cũng hay mua đồ ở chỗ cổ lắm mà. Gian hàng của cổ là cô Moi ạ. Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Sang, chào mừng mọi người đến với kênh Sang Thiện Nở Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay Sang đi chợ chiều, Sang đi chợ Suối Nho, Sang quay cho cô chú, anh chị và các bạn xem. Sang quay màn hình về phía trước á, đây là khung cảnh của chợ Suối Nho vào buổi chiều nè cô chú, anh chị, các bạn nè. Hiện tại thì chợ chiều, Sang nghe nói là buổi chiều sẽ không có tấp nập và giống như buổi sáng. Nhưng mà Sang thấy những cái khung cảnh như thế này Sang cũng đều thấy tấp nập hết á. Đây là tiệm vàng nè, tiệm vàng Hương Phát này có mấy chục năm rồi đây nè. Rồi bên phía bên này thì Kim Tuấn, rồi Bát Hóa Xanh, điện máy Xanh phải không? Bát Hóa Xanh luôn. Mọi người nhìn thấy khung cảnh như thế này á, thấy có nhộn nhịp không ạ? Sang thấy nó nhộn nhịp lắm luôn. Hiện tại đây là chợ Suối Nho, khung cảnh của chợ Suối Nho đó cô chú anh chị và các bạn ạ. Đi vào chợ hả? Đi chợ bây giờ buổi tối rồi, không có thấy đâu. À đi vòng quá hả? Em mình nó đang rủ đi vô chợ luôn, quay cho mọi người xem. Chơi luôn. Đây, một vòng xung quanh chợ cho mọi người xem. Đây là bên trong chợ, trời mới mưa xong cho nên là còn dơ lắm á. Đây, cái chỗ này là bán giày dép nè. Ở đây là cái chỗ gian hàng bán cá bán thịt nè. Không, đây bán cá chậm chậm thôi mấy quay ơi. Chỗ bên này là bán cá. Dạ không. À, em chào chị. À, dạ. Dơ cao lên cho mọi người xem khung cảnh chợ nha. Hiện tại buổi chiều cho nên vắng hơn. Đây, cô bán cá khô. Đây, nguyên một dòng chợ luôn cho mọi người xem. Dạ, ở khu giữa là quần áo. Hiện tại bây giờ chợ Suối Nho đang là làm lại mới, nhưng mà đến giờ này người ta vẫn chưa có làm xong. Đó, bây giờ đi lên chỗ đầu chợ rồi ạ. Em chạy lên trên vòng lên trên này luôn. Đây, phía trên này nữa. Wow. Trên đây thì đông hơn. Bây giờ người ta dọn ra ngoài này, người ta bán ở ngoài như thế này nè cô chú anh chị các bạn nè. Chị bán tối, bán buổi sáng cũng có mà. Chị thấy bán hoài luôn á. Đó, người ta dọn lên đây người ta bán nhiều lắm. Chân gà, cháo lòng nhiều nhiều lắm luôn ở trên đây. Đồ ăn thì ở trên chỗ này nhộn nhịp hơn nhiều. Đó là ở trên này là chỗ Suối Nho. Và đi lên trên chỗ nhà thờ Suối Nho, quay luôn cho cô chú anh chị các bạn xem luôn. Nếu mà không biết ở bên ngoài kia cô chú anh chị các bạn xem video thì người nào có đi qua cái vùng Suối Nho này rồi thì có không biết là có biết cái chỗ này hay không ạ. Hiện tại bây giờ ở đây thì tân tiến hơn rất là nhiều và không đường dầu xe chạy, đường xe chạy tấp nập luôn á. Và có rất là nhiều xe hơi rồi. Đó, xe đò luôn đó, cũng chạy đây, xe đò Bắc Nam cũng đi đây phải không Trường ha? Bây giờ nhà cửa người ta mọc sơn xen sát nhau hết rồi và nhà xây lên nhà lầu luôn rồi đó cô chú. Nhiều lúc mà xe nó chạy ồn á, mong mọi người thông cảm dùng cho Sang nha. Ở đây thì họ bấm còi in ỏi luôn á. Đây. Trên đây mở nhiều shop đẹp quá hả?
Còn chỗ này là nhà thờ Suối Nho nè. Đây em vô đây cho chị một vòng không? Ở đang có lễ luôn kìa. À, đang có lễ cho nên là chị đi được bên ngoài. Mình đi ở chỗ sân được không? Có ai còn nhớ nhà thờ Suối Nho này không ạ? Tượng ông Thánh Giuse bồng con kìa. Cái tượng đấy lâu lắm rồi ấy mà vẫn còn. Khi mà làm lại nhà thờ mới cũng vẫn còn. Ôi, sang quay đây cho cô chú anh chị các bạn xem một vòng chợ Suối Nho rồi đấy. Bây giờ sang sẽ quay trở lại và sẽ mua đồ ở trong chỗ chợ ha. Gà quay, cút quay. Ở bên dưới kìa, bên dưới đi. Ở đây sang thấy là có mấy người họ đang bán ở bên vỉa hè như thế này, bán nấm, mỗi người có chút vậy đó, nấm, bán bí, bán mướp, quần áo luôn à. Ô, có bán chè nữa kìa. Từ từ thôi em ơi. Từ từ thôi. Đó. Gà nướng thì ở chỗ nào ngon nhỉ? Dưới cổng nhá, cổng chợ. À dưới cổng dưới kia, ok. Sầu riêng đi. Sầu riêng á, hiện tại giờ rất là rẻ luôn ạ. À. Có 50 ngàn một ký, 60 ngàn một ký ạ. À. Đây nè, cái này, ở đây nè. Đấy hả? Ừ, ở chỗ đấy á, chị đợt trước chị ăn cái gu cũng ngon. Ôi. Ủa, ở đây chỉ có vịt thôi. Vịt quay nhỉ? Chị có gà quay không? Dạ không. Có vịt thôi, ok. Vậy mình đi tìm gà quay. Chị nhớ không? Đợt trước chị nhớ ở cái tiệm dưới này vẫn có nè. Bây giờ không còn nữa. Đây á, tiệm gà ở đây á. À, tiệm gà trên này á. Đây, đi vòng mấy lượt rồi mới có được lợn tiệm gà. Heo, vịt, gà, quay. Em chào chị, còn gà có quay vịt quay gà. Không có gà nữa, có vịt quay. Em tìm gà nhé. Cảm ơn chị. Đây này, chỗ này này. Gà nướng muối ớt này, có gà này. À, có một con gà. Hello, chú ơi, chú. Gà hả chú? Hả? Gà. Đây. Dạ. À. Bao nhiêu một con? 150 con. Cho con, chú cho con một con. Là hết chứ. Cái con nào mới ấy hả? Mới. Đây con lỡ đi chỉ nào đi đây nào. Không biết đâu con. Chú coi con nào mới, con không ăn con cũ. Này bếp nó quay lúc nào nóng nóng hết gì. À. Chú chặt cho mình luôn ạ. Đây này những con gà người ta băn lên như thế này thấy ngon và hấp dẫn quá à mọi người. Hôm bữa chọc qua nó cũng làm với gà như vậy nè. Dưới này là gì? Bò khô hả? Cô nướng món gì đấy à? Này lòng nè con, lòng là già, lòng heo khá nấu nướng con. Dạ. Vừa cốt nướng. Chim gà nướng. Lòng heo khá nấu để nướng. À, heo khá nấu nướng. Chân gà nướng. Cút nướng, bắp nướng. Gì cũng nướng không? Dạ.
nướng luôn. Cho con gửi tiền đi cô ơi, gửi tiền gà. Có con gì thêm không con? Không ạ, con cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Mới dọc 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 đây người ta bán chiều nè mọi người. Bán cho ra cho tối không? Dạ. Còn bên phía bên kia là chợ rau, ai mua rau thì bên kia ha. Đấy, còn mà đi một tối nữa thì cho xem cảnh về đêm nữa, thì chỉ có một hai quán nhậu thôi. À dạ. Quán nhậu góc góc ven đường thôi. Muốn có thể sáng tối lên đây ăn trứng vịt lộn cũng được. À, trứng vịt lộn. Buổi tối lên đây ăn trứng vịt lộn, ăn bánh xèo được không? Được, cũng có. Cháo gà đó con, cháo gà nữa. Chảo gà cũng ngon lắm hả cô? Chỗ nào ngon cô ha? À, chảo gà trên đây là ngon. Dạ. Nhưng mà chỗ nào thì cô biết ngon hả cô? Em đưa cho em cho. Dạ. Ok, cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô mua may bán đáp. Hiện tại Sang đang ở trong cái nhà lồng của chợ Suối Nho. Đang đi vô đây mua chút đồ cho mấy đứa nhỏ. Chuẩn bị sắp nó đi, hay mấy đứa nhỏ nó sắp đi học á. Mấy đứa có muốn mua cái gì á thì mua cho con á. Mua cái gì cũng được. Cho em. Ừ, dễ thương lắm. Chị tặng cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu. Ở trong đây là trong cái nhà lồng của chợ Suối Nho nè cô chú anh chị các bạn, bán rất là nhiều đồ. Cái gì cũng có, ngay cả quần áo cũng vậy, khăn tắm rồi nệm, ra nệm giường, áo ngực, quần xì, giày dép gì hoặc là mỹ phẩm, cái gì cũng có luôn. Đây là cái gian hàng mà cái cô mà ngày xưa 20 năm về trước Sang cũng hay mua đồ ở chỗ cổ lắm nè. Gian hàng của cổ là cô Moi ạ. Có rất là nhiều mặt hàng và đồ mỹ phẩm cô bán ở đây mấy chục năm rồi đó. Bây giờ Sang đi dọc dọc xuống dưới đây, Sang quay nữa cho cô chú anh chị các bạn xem. Đây ha. Dạ, chào chị. Em quay chỗ nha, nhà lồng chợ Suối Nho của mình cho quay mọi người xem được không ạ? Đây. Ở đây thì bán. Okay, cảm ơn. Ở đây bán giày dép, quần áo nữa nè. Rồi vải nữa. Thường thì Sang hay mua vải ở đây để may đồ lắm. Ở bên dưới này hiện tại bây giờ là hơi trễ, 5 giờ chiều, cho nên là thành ra là cái gian hàng thịt đó ở dưới đây nè mọi người nè, cho nên người ta đóng cửa rồi. Ây da, không có nhìn thấy ở dưới chân. Còn gian hàng quần áo á, rồi giày dép á, thì nó có hai gian, bên kia là một gian, còn bên này một gian nữa. Bây giờ chuẩn bị đóng cửa cho nên là thấy ảnh đang là bỏ những cái miếng sắt này lên để che. Đây Sang đang quay đây là chợ Suối Nho của mình đấy ạ, chợ Suối Nho. Không biết là cô chú anh chị các bạn đã từng ở Suối Nho này hay không, và còn nhớ cái khung cảnh này hay không. Dạ, xin chào. Đây Sang đang quay cho mọi người cùng xem. Hiện tại bây giờ tối rồi cho nên hình ảnh nhiều khi không có được đẹp, mong mọi người thông cảm dùm nha. Đây á, Sang đang quay đây nữa. Chỗ này là chỗ bán đồ mỹ phẩm, rồi giỏ sắt, các loại khăn nè, vali nè. Ở chợ Suối Nho mình á, cái gì cũng có nha mọi người. Đây đây, mấy ở kia có mấy chú đang kêu là tại sao không quay họ Châu. Dạ. À, có người đẹp trai ạ. Đâu, có nhiều. Dạ. Em đến quay. Dạ. Đến nó quay. Dạ, em đã có quay ngang rồi đó. Quay nữa đi, quay cặp đó đó. Dạ. Ở đây mình mấy giờ đóng cửa mấy chị ha? 6 giờ 6 rưỡi đóng cửa, vậy cũng sắp đóng cửa rồi. Thôi trời, anh vàng mà. Còn bên đây là gian hàng quần áo nè, vải vóc nè. Ngày xưa tôi Sang toàn may quần áo ở mua vải ở đây không đấy. Còn sữa đồng hồ.
Để coi mấy đứa nó lựa được cái gì ha. Gian hàng cô Moi nè, cô này cô dễ thương cả mấy chục năm nay cô vẫn dễ thương như vậy. Mấy đứa lựa được gì chưa hả? Ba đứa, Thủy nó có ba đứa, Hiền cũng ba đứa, Nga thì hai đứa. Ở đây thì không có, các cô không có để ra từng cái giống như trong những siêu thị, nhưng mà bán chung như thế này được người dân rất là hưởng ứng. Cô Moi ơi, cô bán ở đây mấy chục năm rồi cô Moi ha? 33 năm. Dạ. Con nhớ là ngày trước con ở đây mà cô cũng đã bán rồi đó. 33 năm ở đây rồi đó. Thằng con lớn thì cô Moi mới có 3 tháng mà lên chợ là hai nó bao mấy. À dạ, cô nói là cô cứ nhớ thấy con lớn của cô là cô nhớ nè, con của cô mấy tháng cô đã lên sạp ở đây rồi, đến giờ nó ba mấy tuổi là nhớ vậy. Nga thì hai đứa con, mà hai đứa con của Nga thì cũng lớn lớn rồi. Hiền ơi, em đưa xe vô đây á, Hiền ơi. Hiện tại sang đi vào buổi chiều cho nên là bây giờ là người ta sắp sửa đóng cửa đó. Đó vậy rồi còn có ít đồ ăn, và buổi sáng thì ở chợ sẽ bán rất là nhiều đồ ăn. Ở bên này có cái chị bán quần áo đây này, em chào chị. Chị bán quần áo bên đây, má của mình cũng hay mua đồ cho mấy đứa cháu ở đây lắm. Dạ. Đây là Sang quay cảnh chợ Suối Nho cho cô chú anh chị các bạn xem rồi đấy à. Vậy là video của Sang tới đây là hết rồi. Sang hẹn gặp mọi người ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn mọi người luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.